Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Diệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, một người không tin vào thuyết luân hồi tái sinh mà thực hành thiền thì có lợi ích gì không ạ? Không tin vào thuyết luân hồi tái sinh nhá. Dạ vâng ạ. Không tin vào thuyết luân hồi tái sinh, chỉ thực hành thiền thì vẫn có lợi ích, nhưng mà để mà đạt được cái kết quả cao thì rất là khó. Nhưng mà người đấy không tin có luân hồi tái sinh thì cái động lực hành thiền nó rất là thấp. Cái người đấy thì có thể hành thiền mà lại rất là dễ sinh ra những cái mong cầu không chân chánh, như như là mong cầu là hành thiền để đạt được sức khỏe, mong cầu hành thiền có thể hành thiền với tâm mê tín, hoặc là mong cầu có được những cái lợi ích như là được phước, được lộc hay là được cái gì đó. Vì không thuyên có luân hồi tái sinh thì sẽ không có cái khuynh hướng, không có cái mục đích là hành thiền để đi đến đoạn trừ phiền não, để đến chấm dứt tham sân si mà. Thì đấy là cái không có lợi ích nhiều. Vì cái tâm chỉ hướng đến cái sự hưởng thụ những cái lợi ích ở trước mắt thôi, mà không nghĩ đến những cái lợi ích lâu dài ở tương lai. Cho nên là cái chánh niệm nó yếu, cái tinh tấn cũng yếu, và cái định nó cũng yếu. Nó vẫn có lợi ích nhưng mà cái lợi ích đó rất là thấp. Đấy là cái lợi lợi lạc rất là thấp. Tức là ngồi thiền nó cũng có thể có được một chút an ổn, một chút hoan hỷ, một chút an vui ở trong tâm, nhưng mà bảo để đạt được những cái tâm định tâm sâu thì rất là khó. Với một cái người mà không có niềm tin với cái thuyết tái sinh, thì hành thiền giống như là cái người đấy thực hành cái pháp gọi là dưỡng sinh, giống như là người thực hành khí công, giống như là cái người tập yoga cho khỏe mạnh cái thân. Những người không tin có thuyết tái sinh thì người đấy cũng không có cái khuynh hướng tu tâm, không có cái khuynh hướng là diệt trừ những ô nhiễm ở trong tâm. Khi mà mình phải có niềm tin về phải có cái tái sinh luân hồi thì cái động lực, cái tâm kinh cảm về cái nỗi khổ trong sinh tử đấy nó mạnh, nó mới khiến cho cái người đấy có được cái sự tinh tấn, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác nó mới mạnh. Còn nếu như không thuyên thuyết tái sinh thì cái sự nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác nó rất là yếu, rất là thấp, và cái chú tâm nó rất là hời hợt. Hoặc là mạnh quá hoặc yếu quá, nó không có thể quân mình được năm căn. Niềm tin nó chưa được vững chắc, chưa được chuẩn xác. Vì vậy cho nên là cái sự tinh tấn, cái chánh niệm, cái định và cái tuệ nó cũng đều kém hết. Thì đấy là cái người không tin thuyết luân hồi tái sinh là hành thiền nó sẽ không thể nào đạt được cái sự nhất tâm tuyệt đối như cái người có niềm tin vào thuyết luân hồi tái sinh được. Cái người mà càng có cái niềm tin sâu, niềm tin mạnh, niềm tin như thật về cái tái sinh luân hồi đấy, thậm chí là không còn cái hoài nghi do dự gì nữa, thì cái sự thực hành thiền rất là nhanh chóng, rất là thành tựu, rất là nhanh, dễ dàng. Còn người niềm tin nó chỉ cần yếu thôi là hành thiền đã khó thành công rồi, chứ đừng nói đến người không có niềm tin. Mà hành thiền thì để mà có được sự thành công thì rất khó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, nhiều người tin rằng có luân hồi tái sinh, vậy tại sao họ vẫn không thực hành thiền ạ? Là có người thì tin luân hồi tái sinh thì đúng là có rất là nhiều. Những người nào đã từng nghe pháp, đã từng học pháp rồi thì người đấy đương nhiên là sẽ có niềm tin rằng có luân hồi tái sinh. Thậm chí có những người đã có niềm tin đó rất là nhiều, nhưng mà cũng có thể người đó sẽ không thực hành thiền, bởi vì cái niềm tin có thể nó cũng chưa quá mạnh, nó chưa có một cái sự kinh cảm, một cái động lực gì đó. Tức là khi mà một cái người đó phải có một cái sự kinh cảm, một cái động lực gì đó, ví dụ như người đó thường xuyên tưởng niệm về cái sự chết, suy xét về những cái nỗi khổ ở trong luân hồi tái sinh, có thể là người đó tin rằng có luân hồi tái sinh, và người đó tin rằng là mình biết pháp, mình biết tu tập, mình biết giữ giới, mình biết làm những cái việc phước lành, chắc chắn khi chết mình có luân hồi thì mình cũng sẽ luân hồi về cái cõi nhân gian thiên giới. Tức là cái người đấy có cái sự an tâm rằng còn có những cái cõi lành, còn có những cái cõi hạnh phúc, và cái người đấy có thể là vẫn còn có cái sự là mong muốn được hưởng những cái lạc thú ở cái cõi nhân thiên.
Và cho nên là rất là nhiều người tin có luân hồi tái sinh, người đấy lại trở nên rất là tích cực làm phước, rất là tích cực giữ giới, nhưng mà chưa đi đến cái mức độ là mong muốn được tu tâm giải thoát chứng đắc niết bàn. Thì đấy là một cái mức độ của cái người là có niềm tin vào luân hồi tái sinh, nhưng cái sự suy xét về cái luân hồi tái sinh đó nó chưa thâm sâu, chưa sâu sắc. Ví dụ như là vì đó chỉ nghĩ một cách hời hợt, có những cái kiếp quá khứ và có kiếp tương lai, vì đó nghĩ rằng là tương lai mình làm công đức thế này, mình tu tập như thế này, mình tạo nhiều cái thiện nghiệp như thế này thì mình sẽ không rơi vào những cõi khổ đau đâu, nên yên tâm, chắc chắn mình sẽ sinh lại làm người, cũng sẽ được hưởng cái phước giàu sang phú quý, có nhiều cái thành tựu như mong muốn, hay là sinh về cõi thiên giới thành tựu cái này cái kia. Thì đấy là do cái sự suy xét nó chưa quá là thâm sâu. Còn những người có niềm tin mà người ta tin mạnh hơn, người ta suy xét thâm sâu hơn, người ta suy xét rằng là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, mình đã từng khóc than do mình mất mát tài sản, mất mát người thân, đau khổ vì mình bị hành hạ, là mình đánh đập trên thế gian này, nước mắt mình đã từng đổ xuống cái thế gian này còn nhiều hơn nước ở trong biển. Thì đấy là cái người suy xét như vậy mới thấy nó ghê sợ. Mình thấy rằng là máu mình đã từng đổ ra khi làm trâu bò, húc nhau khi làm người, đi ra chiến trận, chiến tranh, từng đánh nhau, từng chém giết nhau ở ngoài chiến trường còn nhiều hơn vô số như thế. Mình cũng đã từng làm vua ở cõi nhân gian, cũng đã từng làm vua cõi trời, từng làm người hưởng thụ các cái dục lạc rồi, cũng làm từ chư thiên hưởng thụ các lạc thú rồi, cũng từng ở trong địa ngục, từng làm ngã quỷ, từng vào làm súc sinh rồi, từng làm hết các loài này ngoài khác rồi, chẳng còn cái gì trên đời này mình chưa trải qua, mình chưa từng nếm trải hết, còn gì mà phải thèm muốn, còn gì phải khao khát, còn cái gì phải ưa thích cái thế gian này nữa. Thế thì cái người đấy phải có một cái sự suy xét sâu xa hơn, thâm sâu hơn thì mới nhàm chán được cái luân hồi tái sinh. Khi mà có cái sự nhàm chán, một cái sự nhàm chán nó khởi lên một cách mạnh mẽ rồi, thì cái vị đó mới khởi lên cái ý muốn là mong cầu đi tìm một cái con đường nào đó để chấm dứt cái tái sinh này. Mặc dù vị đó khởi lên cái ý muốn như vậy rồi, nhưng mà vị đó có đủ nhân duyên hay không để mà thực hành thiền được nữa. Nhân duyên là vị đó có tìm được một cái chú xứ thích hợp không, đâu phải là ngồi chỗ nào cũng hành thiền được. Một cái chú xứ thích hợp không, có một cái môi trường thích hợp không, có được một cái vị mà sẽ hướng dẫn cho mình cái cách thực hành thiền chân chánh không. Có thể là vị đó cũng mong cầu đi học thiền đó, nhưng mà có thể vị đó sẽ học với những cái pháp thiền không có chân chánh, lại tăng trưởng thêm cái ảo tưởng mê nầm. Những cái vị thầy không có kinh nghiệm chân chánh thì cũng không dẫn dắt đi đến đâu được, những cái môi trường tu tập không thanh tịnh. Thì nó còn rất là nhiều những cái nhân duyên khiến cho cái vị đó có thể phát khởi lên cái tâm muốn học thiền đã là một chuyện rồi. Nên mà còn đủ những cái điều kiện để cho cái vị đó có thể yên tâm thực hành thiền nữa thì lại là một cái yếu tố thứ hai. Rồi lại là vị đó có thực hành được đúng pháp thiền để thành tựu được thiền không, lại còn là yếu tố thứ ba. Thì đấy là cái để mà có được cái sự có sự thực hành thiền, không những là ngoài cái vị đó phải có một cái sự kinh cảm về cái sự luân hồi tái sinh, về cái có một cái sự suy xét sâu xa, có được cái sự nhàm chán đối với luân hồi tái sinh đấy, lại còn phải có đủ cái nhân duyên để mà có thể tu tập được hay không nữa. Có thể là vị đó muốn tu tập nhưng còn vướng bận quá nhiều thứ trên đời, vì nó còn quá nhiều cái dây nó đang trói buộc. Rồi có những cái người bây giờ mới giác ngộ ra cái con đường tu đạo này và hiểu ra cái luân hồi tái sinh này, nhưng mà còn vợ con nhà cửa chưa bỏ được, còn cha mẹ, còn người thân, còn nhiều bổn phận trách nhiệm, còn nhiều cái sợi dây nó trói buộc chưa bỏ được, cái người đấy cũng không thực hành được. Vậy nên là mặc dù mình có biết là có luân hồi tái sinh, có cái con đường để chấm dứt luân hồi tái sinh, nhưng mà để mà bước lên được cái con đường tu đạo để mà đoạn trừ được cái luân hồi tái sinh đó, lại cũng cần phải đầy đủ những cái ba la mật, những cái công đức, những cái phước lành nữa mới có thể đi được. Nên là phải có cái nguyện rất là thâm sâu, nhưng mà mình luôn luôn có cái ước nguyện và có cái công đức. Khi mình làm cái việc phước gì đó, mình cũng phải ước nguyện là đời đời sinh ra luôn luôn gặp chánh pháp, luôn luôn được tu tập theo chánh pháp, theo giới định tuệ, và có cái ước nguyện là chứng ngộ niết bàn ở hiện tại hoặc là tương lai. Khi cái nguyện đấy nó mạnh mẽ thì nó mới là cái động lực để cho mình có thể dứt bỏ được những cái trói buộc ở trên cuộc đời ấy.
thì mình mới có thể yên tâm, mới có thể chuyên tâm thực hành cái pháp thiền đó. Dạ, con thưa sư ạ. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, pháp hành thiền có thể làm thay đổi tâm lý, tính cách và số phận của con người không ạ? Và sẽ thay đổi như thế nào ạ? Pháp hành thiền thay đổi tâm lý, tính cách và số phận con người như thế nào? Pháp hành thiền nó sẽ mỗi ngày mỗi thay đổi cái tâm lý. Ví dụ như một cái người trước kia người ta có cái khuynh hướng là tham dục sân hận đấy, ác ý não hại ấy, năng xăng phóng dật đấy, khen mình chê người những cái tâm bất thiện đấy, thì sau khi một tu tập một thời gian, có cái sự tiến bộ, có cái sự tiến triển đấy, thì dần dần cái người đấy sẽ trở nên khác hẳn. Đó là ni dục ni sân, ni tất cả những cái tâm bất thiện đó. Thì những cái tính cách, những cái ví dụ như cái người đấy hay năng xăng hay phóng dật, thì một thời gian cái sự tu tập thì nó đạt cái sự định tĩnh nhất tâm, là cái người đấy sẽ không còn năng xăng phóng dật nữa. Cái người mà chưa tu tập nó sẽ khác với một cái người tu tập, thì cần tu tập mà chuyên tâm hành thiền một thời gian ngắn thôi là thay đổi hoàn toàn tính cách của người đấy, thay đổi hoàn toàn. Đó là cái người đấy sẽ ưa thích độc cư, ưa thích tự yên tĩnh, ưa thích sống ở cái nơi yên tĩnh vắng vẻ. Còn cái lúc mà chưa thực hành thiền thì cái người đấy sẽ ưa thích rộn ràng, ưa thích hội chúng, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích công việc, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Còn cái người thực sự mà thực hành thiền một thời gian sau thì cái người đấy nó sẽ ngược đi, ngược lại hoàn toàn, không ưa thích hội chúng, ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích cái nơi rộn ràng, không ưa thích cái sự náo nhiệt, không ưa đàn ca múa hát, không ưa đi xem phim kịch, không ưa tụ tập bạn bè, không ưa tất cả những cái gì xô bồ hỗn loạn ở thế gian, không ưa danh vọng chức quyền, không ưa tài sản, những cái hão huyền, rất nhiều cái vị đó sẽ thay đổi. Đấy là cái sự thay đổi về tâm lý, là nó đương nhiên là sẽ trở nên rất là rõ ràng, và nó sẽ thay đổi từng ngày từng giờ. Nếu cái người đấy có cái sự thay đổi về tâm lý, hay là thay đổi về số phận, thay đổi tính cách, mà thay đổi tâm lý, thay đổi đấy thì tính cách cũng như thế, cũng là tâm lý thôi, cũng là cái người mà có cái tính tánh sân, tánh tham, tánh si, thì một thời gian sau những cái tâm tánh đấy cũng sẽ thay đổi thành người vô sân, vô tham, vô si. Đấy là tính cách cũng sẽ thay đổi rõ ràng, rõ rệt qua từng ngày từng tháng. Và số phận của một cái người mà tập thiền cũng thay đổi rất nhiều, sẽ có thay đổi. Nếu mà một cái người đấy có cái sự thực hành tu tập một cái thôi, là cái số phận cũng cũng sẽ có thay đổi. Như cái người đấy mà khi mà chưa tu tập thì có thể sẽ gặp nhiều những cái điều bất hạnh, những cái phiền não, cái khổ đau ở trên cuộc đời. Nếu cái người đấy mà không chuyên tâm hành thiền thì cái người đấy phải bôn ba ở ngoài thế gian. Khi mà bôn ba ở ngoài thế gian thì sẽ gặp muôn ngàn những cái sóng gió, những cái trắc trở, những cái phiền não, những cái sự lênh đênh, cái sự thăng trầm, được mất hơn thua, khen chê yêu ghét, cái vinh nhục, cái thịnh suy ở cuộc đời, tức là lúc lên voi lúc xuống chó, tức là cái người đời người ta hay nói cái câu nôm na như vậy. Thì cái người mà không tu tập lênh đênh ở đời là như thế. Còn cái người mà có cái sự tu tập thì sẽ khác hoàn toàn, tức là cái người đấy sẽ trở nên trang nghiêm hơn, cái người đấy sẽ có thánh thiện hơn, cái người đấy sẽ đáng là cái bậc để cho mọi người người ta tôn trọng, người ta cung kính, người ta cúng dường. Thì vì cái người đấy sống có cái sự tiểu dục, có cái sự chi túc như vậy, cho nên là không có gieo những cái oan trái với đời. Tức là cái người đấy vì có cái sự tu tập như vậy nên là không gặp những cái kẻ thù nào nó hãm hại, không gặp những ai đến để nịnh bợ mình, hay là để lợi dụng mình, hay lừa dối mình đi vào những cái con đường xấu, làm những cái việc ác xấu ở thế gian. Thế vì cái sự tu tập nó có cái sự buông xả như vậy, có cái sự tự tại như vậy, có cái sự an ổn an lành như vậy, và có cái sự đáng kính như vậy, được chư thiên ái kính, được mọi người có tín tâm người ta ái kính, cái người đấy sẽ đáng để cho mọi người hoan hỉ, tôn trọng, kính lễ, cúng dường như vậy. Thì cái người đấy, cái số phận nó sẽ thay đổi như thế, và mỗi một ngày cái sự cao thượng, cái sự tốt đẹp, cái sự an lành nó càng tăng lên mà thôi.
chứ nó không có giảm đi. Nếu như cái công đức ấy, cái đạo hạnh ấy nó tăng trưởng, thì những cái điều tốt đẹp nó cũng tăng trưởng, những cái điều bất hạnh nó cũng sẽ giảm bớt đi tối thiểu tối đa. Thì đấy là cái người có cái sự tu tập thì sẽ gặp những cái điều tốt lành như vậy, chỉ trừ một số người có những cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó quá nặng, nó quá lớn, nó đeo bám, nó làm cho cái người đấy mặc dù mình cũng có tu tập, có thể là có chứng đắc, có những người mà tu tập chứng đắc đến những cái thánh đạo thánh quả rồi, nhưng không phải là vì thế mà không gặp những cái chướng ngại, không gặp những cái tai ương, không gặp những cái nạn ách nhé, vẫn có. Khi trong cái lúc tu tập mà có những người vẫn bị những người ác người ta hãm hại, vẫn bị những cái sự đố kỵ thù hiềm do những cái nghiệp bất thiện của mình đã gieo từ trong quá khứ. Cho nên là đôi khi tu tập mà cũng có những người đang tu tập mà vẫn gặp những cái sự rủi ro bất hạnh, tai nạn nó ập đến. Có người đang ngồi thiền bị rắn nó cắn cái cũng chết, cũng là chuyện có. Có những vị đang nhập định mà rắn nó đến nó cắn một cái, mà đến khi xả định ra một cái là nọc độc xâm nhập toàn thân chết. Có những người đang ngồi thiền bị hổ bồ, bị hổ cắn chết. Có những người vừa tu đắc đạo đi ngoài đường cái gặp con bò nó húc chết. Thì cái đấy là đều là cái quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ vào cái thời điểm đó. Thì mặc dù là hành thiền nhưng mà vẫn có những cái nghiệp của những cái quả của nghiệp, cái nghiệp dị thục nó chín mùi rồi, nó quá là mạnh, nó vẫn trổ. Cho nên là đôi khi mình vẫn gặp những cái nỗi khổ đau. Thì cho nên là khi mà mình tu tập, mình gặp những cái nỗi khổ đau, đừng có kêu than là tại sao tôi tu tập mà tôi còn gặp những cái nỗi khổ này, đáng lẽ tôi phải toàn gặp những điều an lành, an vui tuyệt đối chứ. Thì cũng đừng nghĩ như thế, vì nghiệp là bất khả tư nghì, không thể nói trước, không thể nghĩ bàn được. Đức Phật mà còn có những cái quả của nghiệp như vị Đề Bà Đạt Đa, Xô Tảng Đá, còn bị chảy máu chân, rồi là còn bị vu oan giá họa, rồi còn bị mai phục ám sát có nhiều lần, rồi các bậc a la hán khác như ngày Mục Kiền Liên cũng vậy, cũng còn bị ngoại đạo hay là ám sát, rồi là cũng nhiều các bậc a la hán cũng bị phỉ báng, cũng bị mắng chửi, cũng bị xua đuổi đánh đập. Thì đó cũng là cái quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ thì vẫn có. Tức là số phận thì thay đổi thì vẫn có thay đổi, nhưng mà không phải là lúc nào cũng gặp những điều tốt đẹp. Còn chỉ trừ những cái người mà mình có quá là nhiều cái thiện nghiệp, cho nên là cái người đấy sẽ không có gặp những cái trắc trở, cái chướng ngại gì thôi. Còn nếu như là mình có những cái ác nghiệp mà đã gieo là nó chín mùi vô lượng kiếp, đến bây giờ nó vẫn có thể trổ quả, và có những lúc mình vẫn gặp những cái khổ đau, thì nó, số phận nói là thay đổi thì nó vẫn có thay đổi. Nhưng mà cũng có cái lúc mình hạnh phúc, cũng có lúc mình được an ổn, cũng có lúc vẫn khổ đau. Mình vẫn là cái bị cái nghiệp và quả của nghiệp nó vẫn chi phối, chứ không phải mà đã an toàn tuyệt đối được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, một số người hành thiền một thời gian thì trở nên rất là kiêu mạn, khó tính, thích chỉ trích nói xấu người khác, là do nguyên nhân gì ạ? Hành thiền một thời gian rồi trở nên kiêu mạn, thích chỉ trích nói xấu người khác thì vẫn có. Nhưng như là có một cái người giống đi vào trong rừng tìm nõi cây á. Khi mà mới thấy được cái cành lá thì đã tưởng đây là nõi cây. Rồi vì đấy sinh ra cái tâm hoan hỷ tự mãn, rồi say mê tham đắm phóng dật, rồi sinh ra cái sự khen mình chê người. Thì đấy là sự nên cái sự kiêu mạn thôi, tức là cái người đó có cái sự tu tập nhưng chưa đi đến cái sự rốt ráo tuyệt đối, chưa đoạn trừ được tham dục, chưa đoạn trừ được sân hận, mặc dù cũng có được một chút kết quả rồi, nhưng mà do chưa đi đến cái đích cuối cùng, cho nên là lúc đấy mình sẽ tự mãn, mình dừng lại ở đấy, và cho nên nó có cái sự hoan hỷ tự mãn phóng dật. Lúc đấy quý vị đó sẽ nhìn thấy là mình đã có hơn nhiều người rồi, vị đó chưa không có nhìn lên những cái bậc cao thượng hơn mình mà luôn nhìn xuống những người thấp kém hơn, à mình đã hơn người này, hơn người kia. Thế là cái tâm so sánh hơn thua nó sinh ra, và lúc đấy mình đã cảm thấy nó tự mãn, đã cảm thấy say sưa thích thú rồi, cho nên là cái người đấy sẽ dừng lại ở đấy. Và lúc nào
cái người nào hài lòng tự mãn với thành quả của mình thì lúc đấy sẽ sinh ra ngã mạn thôi, sẽ sinh ra kiêu căng, sẽ sinh ra khen mình chê người vì mình say sưa tham đắm phóng dật với cái cành lá mình tưởng đó là nõi cây. Giống như là một cái người bắt đầu tu tập, cái người đấy chỉ cần có được giữ giới thôi nhá, người đấy thậm chí là chưa hành thiền, người đấy chỉ là ta giữ được một số những cái giới đức, và vì đó nhìn thấy những cái người khác không giữ giới thì vị đấy đã tự nhiên đã khen mình chê người rồi. Thì cái sự khen mình chê người đấy nó sẽ khiến cho cái vị đấy không tu tập được những pháp cao hơn nữa và chỉ dừng lại ở đấy, rồi từ từ nó thối đọa xuống. Nếu như vị đó mà chưa chứng được các cái đạo quả thì nó sẽ thối thất dần dần, từ cái người đó lúc đầu có thể là giữ giới thanh tịnh, về sau lại ô nhiễm, về sau lại trở thành người phá giới. Vậy nên là cái người nào mà tự mãn thì cái người đấy hay có cái sự ngã mạn, tham đắm phóng dật, khen mình chê người ấy. Thì cái người đấy mà cái người mới tu tập mà đã có cái tâm lý đấy thì một thời gian ấy, người đấy thường thường sẽ bỏ đạo, sẽ bỏ cái con đường tu, bỏ dở dang và lại quay trở về sống cái đời sống hưởng thụ dục lạc như một cái người thế tục bình thường. Đấy là cái trường hợp cái người hay khen mình chê người, nó làm cho cái người đấy bị tổn hại cái công đức rất là nhiều. Hay là có những người bắt đầu đắc được các cái tầng thiền hoặc là đắc được một cái mức định nào đấy, có thể là vì đấy tu tập đắc được một chút định, có được chút ánh sáng, có quang tướng rồi, thì đó có thể sinh ra cái ảo tưởng nghĩ rằng à mình đã đắc các tầng thiền, mình đã đắc các thần thông đạo quả rồi. Thì đấy, cái nguyên nhân có thể là vị đó bị mê lầm do cái sự ngộ nhận có vị đó chưa đạt được những cái pháp chân thật, mà vị đó tưởng mình đã đạt được những pháp rất là cao siêu, cho nên mới sinh ra cái ảo tưởng, mới sinh ra cái ngã mạn, rồi vị đó say sưa tham đắm vào trong cái ảo tưởng đấy, rồi vị đó cũng khen mình chê người, thì vị đấy cũng sẽ ngã mạn, cũng sẽ kiêu căng, cũng sẽ có nhiều những cái tâm cống cao ngã mạn nó khởi lên. Thì đấy cũng là một trường hợp. Rồi cái dần dần cái người đấy sẽ suy thoái dần dần, tức là cái đạo đức sẽ dần dần suy yếu đi, rồi là những cái tâm linh nó cứ suy yếu dần dần, rồi dần dần vị đấy cũng tổn hại công đức, tổn hại phương lành. Nếu như vị đó không biết, không nhận ra điều đó thì càng ngày nó càng suy sụp về tinh thần, rồi những cái phiền não nó tăng lên, khiến cho những cái người ở xung quanh người đó rất là khó chịu, rất là ức chế, rồi xa nìa cái vị đó, rồi cái vị đó sẽ trở nên dần dần lại trở nên phiền não, bắt đầu nó lại khởi lên, nó lại tăng trưởng mạnh mẽ lên, mà lúc đấy dần dần vị đó sẽ thối đọa dần dần. Hoặc là có những cái người vậy, vị đó đắc được những cái pháp thiền định, có thể đắc được các cái pháp thiền sơ thiền, nhị tam tứ thiền, rồi vị đấy nghĩ rồi lại đưa ra so sánh mình với người khác, à mình có thiền đắc được các tầng thiền, người kia không đắc thiền, bắt đầu sinh ra cái so sánh, như vậy là bắt đầu sinh ra ngã mạn, khen mình chê người. Thì cứ cái người nào mà có cái tâm tham đắm ngã mạn như vậy thì cái pháp mà thượng nhân của cái vị đó nó không tiến triển thêm được nữa, vị đó chỉ có dừng lại ở đấy thôi, vì nó không có thể tiến hóa cao hơn được, không thành tựu được những pháp mà cao quý hơn. Mà cái sự tham đắm ngã mạn đó nó mà quá lớn thì vị đó sẽ thối đoạn dần dần, còn nếu như nó ở mức vừa vừa thì vị đó dừng lại ở đấy. Còn nếu lúc nào đó vị đó nhận ra được rằng là cái pháp mình đạt được cái này chưa rốt ráo, mình cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng hơn, cần phải tinh tấn hơn, thì lúc đấy cái vị đó lại sẽ bỏ được cái sự ngã mạn, cái khen mình chê người đó, thì vị đó lại tiến bộ tiếp, tiến hóa tiếp, cho đến khi nào mà một cái vị đấy đạt đến cái sự tri kiến thanh tịnh hoàn toàn, tức là phải thực hành cái thiền chỉ quán, cho đến khi mà vị đó giác ngộ được những cái chân lý, đoạn trừ đi được những cái dục tham, đoạn trừ được sân hận, đoạn trừ được những cái não hại tà kiến đó một cách hoàn toàn rồi, làm cho những cái tâm đấy nó không sinh khởi lên được nữa, thì lúc đấy mới an toàn tuyệt đối. Cho nên là Đức Phật vẫn dạy là dù có một cái vị đấy trở thành một cái bậc thánh hữu học thì vị đó vẫn là còn đang trên cái con đường tu học, vị đó còn phải nỗ lực tu tập tiếp, chứ chưa phải là vị đó đã có thể tự mãn được. Cho đến khi nào vị đó trở thành một cái bậc vô học cơ thì lúc đấy vị đó mới là cái người không còn việc gì phải làm nữa, thì đến lúc đấy vị đó cũng sẽ không khởi lên những cái tự mãn nữa, những cái sự khen mình chê người nữa. Vậy thì một cái người mà thực sự chưa chứng đắc đến những cái đạo quả tuyệt đối như là nậu tận thì sẽ còn những cái phiền não, những cái sự ngã mạn, những cái sự khen mình chê người, nó sẽ ít hoặc nhiều nó sẽ khởi lên như vậy.
Còn khi nào mà tu tập đạt đến cái sự rốt ráo rồi cơ thì vì nó mới không còn khởi lên được những cái phiền não đó nữa. Thì vì vậy nên là trên đường tu, vì có nhiều cái mức độ tu khác nhau, cao thấp khác nhau, nên là vẫn có những cái người khởi lên những cái tâm cống cao ngã mạn khác nhau như thế. Thì đó là cái chuyện rất là thường tình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, một người Phật tử tại gia thì nên tu tập như thế nào để lễ hòa nhập với xã hội mà vẫn giữ được tâm trong sạch, không bị nhiễm những pháp bất thiện ở đời ạ? Là Phật tử tại gia tu tập thế nào để hòa nhập với xã hội mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh, không bị đắm nhiễm đời? Hơi khó cho một người Phật tử tại gia mà vừa muốn phát triển về tâm linh lại vừa muốn phát triển về cái đời sống thế tục, đời sống thế gian. Thường thường là thế, khi mà tu tập, nếu mà mình chỉ tu tập tạo phước thôi cái đời sống của người tại gia nó sẽ càng ngày càng tiến triển. Nhưng mà để mà tu tâm đối với một người tại gia thì nó mới khó. Còn tu tập thì có nhiều cái mức độ khác nhau. Như là người Phật tử tại gia, người đấy siêng năng lễ Phật này, nghe pháp này, bố thí, trì giới. Thì những cái pháp đấy nó sẽ làm tăng trưởng những công đức, làm tăng trưởng những cái phước lành. Tăng trưởng lên những cái trí tuệ, làm tăng trưởng lên trí tuệ công đức phước lành. Do mình nhờ có cái tâm, có cái niềm tin. Rồi mình có cái tâm cung kính đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng này, thọ trì tam quy ngũ giới này, tu tập vào những ngày bát quan trai giới này, giữ giới như vậy, làm những cái việc phước lành, vun bồi những cái công đức phước lành là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng luôn luôn có cái ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn, thì nó sẽ làm cho mình không có bị ô nhiễm, không có tham đắm say sưa, ưa thích đối với những dục lạc của thế gian. Người ở tại gia ở thế gian mà không có cái nguyện chứng Niết Bàn, không có cái khuynh hướng về Niết Bàn, không có cái ước nguyện về chấm dứt khổ đau, thì sẽ hay say sưa đắm nhiễm đối với lại các cái dục ở thế gian, các cái dục nào ở thế gian. Còn thực hành như thế nào, tu tập như thế nào để hài hòa được với mọi người trong xã hội thì phải tu tập về tứ vô lượng tâm, tức là mỗi phải hành dành ra những cái thời gian trong ngày để thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì mình sẽ hòa nhập được với xã hội, với mọi người, không có sinh ra những cái mâu thuẫn, không có sinh ra cái sự mất đoàn kết, không có sinh ra cái sự căng thẳng đối với mọi người xung quanh, với những cái người người ta không biết tu tập, người ta không có thiện cảm đối với những người tu tập. Vậy thì những người tu tập phải có cái tâm từ bi hỷ xả, sẽ thực hành cái thiền tâm từ, nhắm mắt mình hình dung đến mọi người xung quanh, tác ý khởi nên cái điều nào mong cho những người này được an vui, thoát khỏi nỗi khổ về thân, thoát khỏi những nỗi khổ về tâm, thoát khỏi những cái nguy hiểm trong cuộc đời. Thì cứ tác ý là mong cho họ thoát những nguy hiểm trong cuộc đời, mong cho họ thoát khỏi những hiểm nguy. Vậy nên là luôn luôn nhìn vào cái mặt tốt của mọi người, mình không nghĩ mọi người là người xấu, mà trong ý nghĩ của mình mọi người xung quanh là người tốt. Thì cái ý nghĩ như vậy nên là dễ hòa nhập với mọi người, không có xa lánh mọi người. Thì mình yêu quý mọi người sẽ yêu quý mình. Đấy là một cái tác ý thứ nhất, cái thực hành thiền tâm từ, thực hành thiền tâm bi, là hướng đến những cái nỗi khổ của mọi người. Thì người nào cũng có nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, nỗi khổ về luân hồi sinh tử. Tác ý là cầu mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ đau, mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ đau. Thì với cái tác ý như vậy thì nó không có cái tâm ác ý, không có cái tâm não hại, hiểm hận, ác ý với ai hết. Thì mình thấy ai cũng là một chúng sinh khổ đau, cho nên là nếu như người ta có khổ đau, người ta có xúc phạm đến mình một tí thì mình cũng không chấp. Giống như là một cái người mà người ta trong cái lúc mà người ta đang gặp những cái hoạn nạn, trong cái lúc mà người ta đang gặp những cái nạn, những cái sự gì đó nguy hiểm, người ta khổ đau, người ta mất tinh thần, người ta na ó, người ta gào thét, rồi người ta mắng mỏ mọi người, giống như một cái người sắp chết ấy, một cái người mà người ta gặp một cái chuyện gì đó mà người ta sắp chết rồi, lúc
đó người ta điên cuồng dữ dội nên người ta nhìn thấy ai người ta cũng mắng nhiếc. Thế thì cái người có cái tâm rộng lượng thì cái người đấy thấy rằng là cái người này đang đau khổ cho nên là người ta na ó, người ta mắng mỏ mọi người cho nên là người ta không chấp với những cái người đang đau khổ đấy. Thì một cái người mà mình luôn luôn thấy mọi người trên cuộc đời này là vui ít khổ nhiều, người ta đang đang sống, tức là sống ở trong cái khổ mà người ta không biết. Ví dụ có những người người ta đang hưởng thụ những cái dục lạc ở trên thế gian mà người ta tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà một cái người có trí thấy là người ta đang khổ đau, người ta đang khổ đau với những cái mà người ta đang có, những cái tài sản mà người ta đang có. Với cái người không có trí thì nghĩ là à, người kia hạnh phúc thế, nhiều tài sản thế, nhưng người có trí nghĩ là người này đang khổ đau với cái tài sản đấy. Người nào có danh vọng, người trí thì sẽ nghĩ là người này đang khổ đau với danh vọng, người này đang khổ đau với chức quyền, người này đang khổ đau với những cái thân bằng quyến thuộc, người này đang khổ đau với vợ đẹp con yêu, người này có nhiều trâu bò, người này khổ vì trâu bò, người này có nhiều ruộng vườn, người này khổ nhiều ruộng vườn, người này có nhiều vợ con, người này khổ vì vợ con, người này có nhiều tài sản, này khổ vì tài sản. Thì thấy người khác là khổ như vậy thì người ta có kiêu mạn, người ta có chê bai này, mình là cái người không có những cái tài sản như người ta, thì mình cũng không có buồn phiền giận hờn. Thế còn những người đời không hiểu như thế, nhưng nghĩ là may có thì tao cũng có, thế là sinh ra cái ganh đua, sinh ra cái sự ghen tị, sinh ra cái sự chống đối lẫn nhau, sinh ra cái sự phá hoại lẫn nhau để cho những người khác không có hơn mình, để người khác không chê bai mình. Đấy là cái người ngu thì sẽ như vậy mà sinh ra phiền não. Còn cái người biết tu tập thì thấy rằng người ta đang khổ cho nên là người ta có những cái lời nói, có những cái hành động tốt, cũng mình cũng cảm thấy nó thản nhiên. Mà người ta có lời nói có hành động không tốt thì mình cũng thản nhiên. Đấy là cái cách tu tập, thấy luôn luôn suy xét và quan sát về cái nỗi khổ của mọi người thì mình sẽ không khởi nên cái tâm giận hờn ác ý với ai giữa cuộc đời. Và cái sự tu tập là mình luôn hoan hỷ với sự thành công của người khác. Đấy là có hai cái cách: một là mình quan sát về nỗi khổ của người khác, mình cũng không oán ghét; hai là mình thấy vui mừng vì cái sự thành tựu người khác để mình không ghen tị với người ta, cũng là một cái cách tu tập. Và là một cái cách tu tập nó luôn luôn tác ý về nghiệp và quả của nghiệp, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, hạnh phúc hay khổ đau là do thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chúng sinh đã tạo mà thôi. Thì chỉ có bốn cái cách đấy để phát triển gọi là cái tứ vô lượng tâm đấy lên, thì một cái người sống ở giữa đời mới không có bị chướng ngại, mới có thể hòa hợp với đời mà cũng không có bị ô nhiễm bởi thế gian. Thì ngoài ra mình sẽ tu tập những cái pháp niệm về sự chết nữa để mình thức tỉnh cuộc đời này là ngắn ngủi, là giả tạm, để mình cũng chế ngự được cái dục tham của mình đối với những cái cạm bẫy, những cái mồi nhử trên cuộc đời, những cái dục tham trên cuộc đời. Nó quán niệm là mạng sống này thì sẽ mong manh, còn cái chết thì nó sẽ đến bất kỳ lúc nào, và thường xuyên tưởng niệm về cái chết, nó giống như nó đang ở trước mặt mình, nó theo sát mình, nó rất là gần với mình. Thì cái người đấy cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra cái sự ganh đua với đời, không vì vậy mà bon chen với đời, không vì vậy mà cạnh tranh, mà đấu đá với đời. Thì cái người như vậy cũng sẽ an ổn, không bị nhiễm đời, sống ở đời không nhiễm đời. Thì cái sự tu tập mà những cái pháp thiền chỉ quán cũng có thể nó sẽ có lợi ích. Thì có cái là mình có bỏ cái thời gian, bỏ công sức ra để mà công phu, để mà thực hành, để mà huấn luyện và phát triển cái nội tâm của mình theo những cái pháp tu tập đấy không luôn. Còn nếu mình mà có bỏ ra thời gian công sức để mà phát triển những cái nội tâm cao thượng của mình lên thì mình có thể sống ở giữa cuộc đời mà không bị nhiễm đời, mà vẫn hòa hợp được với đời là như vậy. Dạ con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ con Bạch Sư, có sự khác nhau như thế nào giữa người thông minh, người trí thức và người trí tuệ ạ? Người thông minh, người trí thức và người trí tuệ. Người thông minh thì thông minh ở đây là cái từ ở của đời, của cái từ mà được dùng sử dụng ở ngoài thế gian.
Trong kinh điển thì không nói đến từ thông minh. Thì thông minh ở đây ý muốn nói là cái người đấy có cái tánh nó hoạt bát, nhanh nhẹn, sắc sảo, thì đấy được gọi là cái người thông minh. Thì thông minh có đôi khi người ta thấy một cái người đó nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát hay là làm cái việc gì đó tiếp thu rất là nhanh, hiểu ý rất là nhanh, hiểu vấn đề rất là nhanh, cũng có thể gọi là thông minh. Nhưng mà cái người thông minh đấy chưa chắc đã là cái người có trí thức và cũng chưa chắc đã là cái người có trí tuệ. Có thể là cái người đó sẽ thông minh trong cái cuộc sống hàng ngày, người ta rất là nhanh nhẹn, khôn khéo, và người ta hiểu những cái vấn đề một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà nếu như cái người thông minh đó cũng không có chăm chỉ học tập, tiếp thu những cái kiến thức ở đời, thì cái người thông minh đấy cũng sẽ không được gọi là người trí thức. Vậy thì cái người thông minh là như vậy. Người thông minh là do cái người đấy có cái các cái căn nó nanh nợi, nó gọi là một cái người nanh nợi, hiểu và nhanh mọi vấn đề, thì được gọi là người thông minh. Đôi khi người ta dùng cái thông minh đấy vào cả việc tốt lẫn việc xấu. Đôi khi cái người đấy thông minh, mình lợi dụng cái trí thông minh của mình hơn người, rồi cái người thông minh đó lại làm những cái việc như là lừa gạt người khác để có lợi ích cho bản thân mình, thì cái thông minh đấy cũng sẽ hay làm những cái việc xấu cũng có. Nhưng mà đôi khi người đấy mà sử dụng cái thông minh đó vào làm những cái việc tốt, làm lợi ích cho người, người thông minh đấy có thể phát minh ra những cái công cụ, những cái gì đó mà có thể phục vụ được cả cái cuộc sống ở xã hội này, có thể có cái tầm ảnh hưởng lớn thành như các cái nhà khoa học. Thì cái người thông minh đấy lại là một cái người có thể đi vào sử sách được. Thế là cái trí thông minh thì cũng có những người, người thông minh mà làm việc xấu, cho nên là người đấy có thể làm tướng cướp, có thể làm giang hồ, có thể làm rất là nhiều những cái việc hại lợi mình, hại người, hại mình, hại người. Còn có người thông minh thì làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Đấy là người thông minh. Còn những người trí thức là cái người có học thức, cái người đấy tiếp thu học nhiều những cái môn học ở đời hay ở đạo thì đều được gọi là trí thức. Người đấy có thể học rất là nhiều các cái môn học trên đời. Trên thì thông thiên văn, dưới tường địa lý, giỏi về nho y lý số, tất cả những cái môn học văn võ đều có thể học được. Vì đó biết nhiều cái kiến thức ở trên cuộc đời nên được gọi là trí thức. Trí thức thì chỉ là cái người ham học, siêng năng học thì sẽ trở thành người trí thức. Với một cái người, với một cái pháp thế gian ấy, thì người ta cũng coi người trí thức là người trí tuệ. Nhưng mà cái pháp của nhà Phật thì người trí thức vẫn chưa được coi là người có trí tuệ. Người có trí tuệ khác, người trí thức khác. Người có trí tuệ ở trong nhà Phật thì cái trí tuệ được đạt đến một cái mức cao hơn, tức là sẽ được nhìn nhận cái người có trí tuệ ở cái mức độ rất là cao. Như Đức Phật gọi là hãy thân cận người trí, hãy tránh xa người ngu, hãy thân cận những bậc hiền trí. Thì để làm sao nhận biết được những cái người đó là một cái người đấy là cái người trí. Cái người trí thì sẽ không có làm những cái việc mà nó đem đến những cái hậu quả khổ đau ở trong tương lai, thì đấy là người trí. Người ngu thì có thể là người thông minh cũng có thể được coi là người ngu, vì cái người đấy có thể làm cái việc nó có lợi trước mắt nhưng mà nó có cái tai họa ở bên đằng sau, sau đó mà vì nó không biết, thì cái người thông minh đấy cũng có thể là người người trí, cũng có thể là người ngu. Cái người trí thức cũng có thể được gọi là người trí, người ngu. Người trí thức có thể là người đấy học rất là nhiều những cái pháp môn ở trên đời, nhưng mà cái người đấy lại vận dụng những cái pháp đấy vào những cái việc nó chỉ có lợi lạc ở trong trước mắt và sau đó nó sẽ đưa lại cái sự khổ đau ở trong tương lai. Vì đó truyền bá những cái tư tưởng khiến cho người ta tăng cường cái tham dục, tăng trưởng cái sân hận, tăng trưởng cái tà kiến lên. Bản thân vị đấy cũng tăng trưởng cái tham dục, sân hận, tà kiến lên vì những cái kiến thức vị đó đã học, vì đó áp dụng vào trong cuộc đời, vì đó chạy theo những cái dục tham, những cái sân hận, những tà kiến trên cuộc đời. Thì cái người có trí thức như vậy thì vẫn là người ngu. Còn nếu như người đó vận dụng cái trí thức đó vào cái đời sống, đó là làm cho
diệt trừ cái tham dục, diệt trừ sân hận, diệt trừ cái tà kiến não hại, thì cái người đấy lại trở thành cái người trí tuệ. Nên cái người có trí tuệ là thế, là cái người biết nhìn ra các sự thật, và biết rằng là cái hành động thiện thì nó để lại cái quả báo thiện, cái hành động ác nó để lại cái quả báo ác. Tức là cái người nhìn ra sự thật là người có trí tuệ, nhìn ra sự thật về nhân quả nghiệp báo thì đã là một cái người có trí tuệ rồi. Còn những người mà nhìn ra một cái sự thật mà còn thâm sâu hơn nữa, đó là nhìn ra được những cái pháp chân đế, biết được là cái thân này nó là đất nước nửa gió, thì cái vị đấy sẽ đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ với thân, rồi cái tâm này nó có, nó sinh diệt, nó là vô thường khổ vô ngã, rồi vị đó đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ đối với thân và tâm, rồi vị đấy đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau, giác ngộ được chân lý, thì cái đấy mới được gọi là người trí tuệ. Vậy thì cái người trí tuệ ở trong đạo Phật là người nhìn thấy chân lý, nhìn thấy sự thật, thì cái người đấy mới là người có trí tuệ. Còn cái người nào mà không nhìn thấy chân lý, không nhìn thấy sự thật này, thì người đó là cái người không được gọi là người có trí tuệ. Mặc dù có thể người đó là người có trí thức, chưa chắc đã là người trí tuệ, người thông minh chưa chắc đã là người có trí tuệ. Thì trong đạo Phật thì không chú trọng là thông minh hay là không thông minh. Người thông minh cũng tu tập thì mà biết dùng cái thông minh đấy vào tu tập thì rất là nhanh. Người trí thức mà biết dùng cái trí thức vào tu tập thì sẽ phát triển được trí tuệ. Còn người thông minh trí thức đấy không dùng cái thông minh trí thức đó để mà giác ngộ ra các sự thật, để mà thấy tìm hiểu các sự thật, thì những cái người đấy sẽ không phải là người trí tuệ. Vậy thì nó sẽ có ba mức độ, ba cái hạng người đấy nó khác nhau hoàn toàn như vậy. Thông minh là thông minh, trí thức là trí thức, còn trí tuệ là trí tuệ. Khác nhau, không phải là giống nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, các tôn giáo khác họ dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện. Vậy sự cầu nguyện ấy có lợi ích gì không ạ? Cầu nguyện là để phát triển cái lòng tin. Người ta muốn tăng trưởng cái niềm tin vào một cái điều gì đó, cho nên người ta cầu nguyện. Cầu nguyện thì giống như là người ta tụng kinh thì người ta cũng gọi đó là một cái sự cầu nguyện. Thì trong đạo Phật mình cũng có cầu nguyện chứ không phải là không có cầu nguyện. Một ngày mình cũng dành ra một chút thời gian để tụng kinh, xong là để cầu nguyện. Ví dụ như mình ước nguyện một cái điều gì đó, cái ước nguyện đấy của mình cũng là cầu nguyện. Hay là mình có thể là hồi hướng chia phước đến những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thì đó cũng là cầu nguyện, là cầu mong cho những bản thân mình hay là những người hiện tại được an lành, hay là cầu nguyện các cái vị chư thiên hộ trì cho mình có được những cái điều tốt này, thì cũng có. Tức là cái sự cầu nguyện nó cũng có cái lợi ích, đó là làm cho cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn hơn, trở nên thuần thục, trở nên ngoan đạo hơn. Nhưng mà nó không được thái quá, không nên quá mức. Cái gì mà nó trở nên thái quá, nó trở nên quá mức thì nó sẽ lấn át mất cái khác. Vì trong đạo Phật thì khác với các cái tôn giáo khác, đó là mình chú trọng phát triển trí tuệ. Còn có những tôn giáo người ta chỉ chú trọng phát triển niềm tin, chú trọng phát triển cái đức tin mà thôi. Thì cái người nào mà muốn chú trọng phát triển đức tin thì người ta phải tin vào có những cái đấng cao thượng đó. Thì cái niềm tin đó nó trở nên càng mãnh liệt, càng trở nên cuồng nhiệt. Thì cái niềm tin mà mạnh quá nó trở nên cuồng nhiệt, gọi là cuồng tín ý, thì không tốt. Còn đạo Phật thì cũng cần phải có niềm tin, nhưng mà chỉ cần dùng cái niềm tin đó ở cái mức độ vừa phải, sau đó thì phát triển cái trí tuệ. Thì trong đạo Phật rất là quan trọng ở cái cân đối, cân quân bình giữa niềm tin đó và trí tuệ. Niềm tin mạnh quá nấn át mất trí tuệ. Nhưng cái người nào mà có cái niềm tin mạnh quá thì sẽ trở nên vâng lệnh tuyệt đối vào cái đấng mà mình đang đặt niềm tin đó. Và khi mà mình trở nên có cái niềm tin tuyệt đối như vậy, mà cái đấng đấy là một cái đấng chân chánh thì cũng tốt. Nếu như cái đấng đấy lại là không chân chánh thì lại không tốt. Thì cái niềm tin có thể tốt, có thể không tốt. Nếu như cái tôn giáo đấy quá nặng vào niềm tin, nhưng mà lại tin
không đúng người thì nguy hiểm, mà tin đúng người thì tốt. Ví dụ như là một cái người Phật tử mà có niềm tin vào Đức Phật nhưng lại không hiểu gì về Phật thì cái niềm tin đấy là vô ích, cái niềm tin đấy là mê tín. Ví dụ như người ta ngay trong người ta có thể có niềm tin với Đức Phật thì rất nhiều, không có niềm tin Đức Phật người ta đã không bước chân vào chùa, nhưng mà 10 người vào chùa 9 người có niềm tin sai, nhưng người ta có tin nhưng mà người ta không hiểu, không hiểu Phật là ai, cho nên người ta sinh ra cái mê tín, người ta lại nộp van xin, người ta cầu cúng lễ bái này kia đủ thứ trên đời. Thì đấy là cái niềm tin nó có hai mặt, nó như vậy, nó có nợ nhưng mà nó cũng có hại. Nợ là từ cái niềm tin đấy mình mới tạo ra công đức phước lành, mình mới dấn thân tu tập, mình mới tìm ra cái con đường giải thoát giác ngộ. Nên là cần có niềm tin, nhưng niềm tin nó vừa phải thôi, nó để cái chỗ cho nó, lý trí nó phát triển. Cái niềm tin mạnh quá lý trí nó không phát triển được. Nó giống như là cái cây nó cần phải có nước, nó tưới thì nó mới sống được. Nhưng mà tưới nhiều quá thì nó sẽ bị nụt nước, nó chết. Cũng như vậy, người ta có cần có niềm tin để phát triển trí tuệ. Nhưng niềm tin mạnh quá nó làm tiêu diệt mất trí tuệ. Vậy nên là có nên tin, nhưng mà tin vừa phải thì sẽ tốt hơn. Giống như người có tưới nước cho cây nhưng tưới vừa thôi, đừng tưới nhiều quá. Thì niềm tin vậy, vừa phải thôi, đừng nhiều quá thì mới tốt hơn. Mình chỉ nói chung chung thế thôi, chứ mình không có ở trong cái tôn giáo đấy. Mình biết người ta cầu nguyện gì đâu mà mình có thể nói về chuyện của người ta được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hậu Đỗ gửi qua Facebook ạ. Dạ, con kính lễ thầy. Thiền tông là pháp tu cao siêu mà người thường không thực hiện được, chỉ lành cho người thượng căn tới hạnh cực tinh nghiêm. Vậy cư sĩ dù có muốn tu tập thiền tinh tấn cỡ nào cũng không đạt được niết bàn, có đúng không ạ? Thiền ở đây chỉ nói đến thiền thôi, cũng không thiền mà chia ra tông phái thì mình sẽ không đề cập đến vấn đề đấy, mình chỉ nói đến pháp thiền. Pháp thiền là một cái pháp mà cái người có thể tu tập được. Thì cái người nào có đức tin thì đều tu tập được hết. Có đức tin này, có tinh tấn, có chánh niệm thì có nhất tâm đều tu tập được. Và cái sự tu tập được nữa là cái người đấy có cái chú xứ để mà tu tập, có cái môi trường phù hợp để tu tập, và mình có những cái điều kiện, có cái không gian, có cái thời gian để tu tập thì ai cũng tu tập được hết. Người tại gia và người xuất gia đều tu tập được những cái pháp thiền như nhau, chứ không phải là chỉ người xuất gia mới hành thiền được, người tại gia không hành thiền được là cũng không đúng. Người tại gia cũng vẫn hành thiền được, nhưng chỉ với điều kiện là cái người tại gia đó không có cái người tại gia đấy cũng phải có cái niềm tin một chút. Người tại gia đấy mình phải có cái niềm tin, phải có học pháp, có hiểu pháp, có thực hành pháp. Cái người đấy cũng có hướng đến cái sự ni dục, tầm ni sân, tầm ni hại, tầm đó. Nhưng trong cái bài kinh Đức Phật dạy ấy, muốn thực hành được thiền thì vì đó không phải gột rửa tâm khỏi cái tham dục, khỏi cái sân hận, khỏi cái não hại thì là vẫn thực hành thiền được và vẫn đắc được các cái pháp thiền như người xuất gia, chứ không phải là người tại gia là không đắc thiền được. Ví dụ như là có những người ở tại gia nhưng mà người ta có một cái môi trường rất là thanh tịnh, rất là yên tĩnh, người ta có thời gian để công phu, để thực hành, và người ta có những cái vị thầy hướng dẫn cho người ta thực hành đúng pháp, người ta vẫn chứng đắc được cái pháp thiền, vẫn có thể phát triển được thiền chỉ, thiền quán, chứ cũng không phải là người tại gia không tu được. Cái người không tu được ở đây là chỉ cho những cái người người ta có những cái triển cái nó quá mạnh, tham dục nó quá nhiều, năng xăng phóng dật nó quá nhiều, sân hận tà kiến nó quá nhiều, những cái bổn phận, những cái trách nhiệm, những cái sự ràng buộc nó quá nhiều. Cho nên từ thời Đức Phật vậy, rất nhiều những cái vị thiện gia nam tử, người vị đấy tự suy xét rằng là cái đời sống ở tại gia bị gò bó, bị trói buộc, vui ít khổ nhiều, còn cái đời sống xuất gia thì thong dong tự tại. Nếu như mà mình mà muốn tu tập để thành tựu được những cái pháp thượng nhân, để mà làm sạch được những cái nỗi nầm trắng bạch như vỏ ốc, thì mình cần phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì đấy là cũng thời Đức Phật vậy, các vị thiện gia nam tử nghe Đức Phật thuyết pháp khởi nên cái suy tư như vậy, khởi nên cái suy ngữ về cái đời sống ở tại gia nó gò bó trói buộc bởi nhiều bổn phận, bởi nhiều trách nhiệm, có tu tập được thì sẽ rất là khó. Cho nên là nhiều vị đã đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để nó thong dong tự tại, dành tất cả cái thời gian, cái cuộc đời này cho cái sự nghiệp phát triển tâm linh đấy, cho nên cái sự thành công nó cao hơn.
Mặc dù là như vậy, nhưng không phải là những người tại gia không thành tựu. Thời Đức Phật vậy, rất nhiều người tại gia vẫn đắc các cái pháp thiền và vẫn đắc đạo quả như người xuất gia vậy. Có những người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chỉ có điều khác biệt là khi đắc tứ quả người đấy đi xuất gia thôi. Còn người tại gia mà đắc các thiền, đắc đạo quả, đắc thần thông là vẫn có. Người xuất gia vẫn có, người đắc có, người không đắc. Chứ không phải là ai xuất gia mình cũng sẽ chứng đắc được các cái pháp thiền thông đạo quả hết. Thì cũng có những người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả ở người xuất gia. Thì cái sự tu tập có cái được cái đời sống xuất gia thì sẽ chuyên tâm, cái sự chuyên tâm thực hành nó dễ dàng hơn, do có cái sự xả bỏ những cái ràng buộc vướng bận, cho nên là cái sự tu tập nó chuyên tâm hơn. Với người tại gia thì còn quá nhiều ràng buộc nên khó hơn. Nhưng cũng có những cái trường hợp mặc dù là người tại gia nhưng người đấy rất ít những cái sự trói buộc, rất ít những cái sự ràng buộc và rất ít những cái ô nhiễm, tâm người đấy cũng rất thanh tịnh, cái trí tuệ cũng có hiểu được chánh tà, và người đấy cũng tinh tấn thực hành giữ chánh niệm, vẫn đắc định được chứ không phải là không. Vậy thì người xuất gia cũng có, người tu chứng, người không tu chứng, người tại gia cũng thế. Nên là cứ người tại gia hay xuất gia đều có thể tập thiền được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Danh Diệu Nghiêm ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con đã phá thai nhiều lần, con muốn hỏi sư làm cách nào để sám hối tiêu được nghiệp này ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Đã phá thai nhiều lần, thì tất cả những cái thiện pháp, những công đức mình làm ấy, mình đều hướng đến cái sự sám hối, từ bỏ những cái nỗi lầm đấy. Thì mọi cái nỗi lầm đều có thể sám hối được, chỉ trừ cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hợp tăng, làm chảy máu Phật, thì đấy là ngũ nghịch trọng tội mới không sám hối được. Còn lại thì nỗi gì mà mình có cái tâm sám hối đều sám hối được hết. Thì có cái là cái mức độ sám hối của mình, cái sự thành tâm sám hối của mình, và cái sự cái tâm mà hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, cái quyết chí thay đổi của mình nó cao đến mức độ như thế nào mà thôi. Như là sám hối là bằng cái cách là mình sẽ từ bỏ những cái nỗi lầm ấy và mình sẽ tuyệt đối không có tái phạm nó ở trong tương lai nữa. Đấy là cái cách sám hối. Mình có thể sám hối trước ban Phật hay là sám hối với bất cứ ai, hoặc là tự tâm mình khởi lên cái ý nghĩ là mình sẽ sám hối, từ bỏ những cái nỗi lầm này, biết đây là tội lỗi. Rồi sau đó mình sẽ tu tập vào cái tâm của mình nhiều hơn, tức là phải thọ trì tam quy ngũ giới. Mình sẽ quyết định giữ cái giới đấy cho thanh tịnh nhiều hơn. Rồi là sẽ thọ trì những cái ngày bát quan trai giới, như ngày rằm, ngày 30, ngày 23, ngày mùng 8, 23. Thì những cái ngày trai giới đấy mình phải thọ trì bát quan trai giới để thứ nhất là sám hối tất cả những cái nỗi lầm về thân khẩu ý đã tạo. Hai nữa là ngăn ngừa tội lỗi không phát sinh tương lai. Rồi sau đó nữa thì mình cần phải học đạo nhiều hơn, cần tu tâm nhiều hơn. Phải nghe giảng pháp này, phải học kinh điển, đọc kinh và mình tụng kinh lễ Phật hàng ngày. Ví dụ như là có thể lập một cái ban thờ Phật ở trong tại gia nhà mình, nếu như mình có điều kiện, có không gian, có khả năng làm được những điều đấy, thì lập một ban thờ Phật, rồi hàng ngày mình tụng kinh lễ Phật, rồi ngồi thiền để thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, pháp thiền định, thiền về tâm từ bi hỷ xả, thiền niệm về sự chết, rồi tất cả những cái công đức tu tập đấy mình tác ý là hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hồi hướng đến những thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cũng như là mình ước nguyện những cái công đức tu tập mình sẽ chứng đắc niết bàn trong ngày vị đa. Thì tất cả những cái sự mà học đạo tu tâm và làm những cái thiện pháp của mình nó sẽ giúp cho cái tội lỗi càng lúc nó càng tiêu trừ dần đi, và nó làm cho cái công đức của mình nó sẽ tăng trưởng lên, để làm sao đến lúc mình chết cái tâm của mình nó không còn nghĩ, nó không còn bị hối hận, hay là nó không còn hướng đến cái nghiệp bất thiện đấy được. Nếu như mà mình không có một cái sự không làm những cái thiện pháp, không tu tập cái nội tâm cho nó mạnh lên, cho nó sung mãn lên ấy,
thì cái tâm mình nó cứ nghĩ về cái tội lỗi đấy, hay là cái tội lỗi nó cứ ám ảnh ở trong tâm, nó cứ ám ảnh hoài như thế cho đến lúc chết, mà cái tâm cận tử của mình còn nghĩ đến, còn hướng đến, tức là cái nghiệp bất thiện thì nó còn trổ vào lúc cận tử thì sẽ bị đọa vào cái cõi khổ đau. Do đó là một cái bất thiện nghiệp, do đó một cái ác nghiệp, một cái sự sát hại một cái sinh mạng. Nhưng nếu như mà có cái sự tu tâm, có cái sự từ bỏ lỗi lầm và tạo phước và tu tâm nhiều, thì lúc đấy cái thiện nghiệp sẽ mạnh lên và mình cảm thấy mình có cái sự tự tin, và dần dần nó sẽ xóa bỏ những cái ám ảnh về cái tội lỗi đấy đi. Thì đến lúc chết cái tâm nó sẽ hoan hỷ với những cái thiện nghiệp mà mình đã làm, thì cái quả đấy nó sẽ không trổ vào cái thời điểm cận tử nữa, thì vẫn được sinh về những cõi ăn này. Nếu mà tu tập tốt hơn nữa sẽ chứng đắc được những cái pháp cao thượng hơn về tâm linh nữa, thì điều đó lại càng an ổn hơn, càng an lành hơn. Vậy thì hướng về cái việc làm phước nhiều hơn, tu tâm nhiều hơn và học giáo pháp nhiều hơn, để có cái sự tự tin về những cái công đức phước lành của mình sẽ đi theo mình, thì dần dần những cái ác nghiệp đấy nó không có cơ hội nó trở quả vào cái lúc lâm chung, thì mình sẽ tránh được cái quả báo khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người khi sống không biết đến Phật Pháp, thì khi con cháu cúng dường và hồi hướng, họ có nhận được phước đó không ạ? Con cháu nên làm gì tốt nhất cho cha mẹ khi vừa mất ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Một người sống không biết Phật Pháp, không tin Phật Pháp, thì đến lúc chết mà người ta sinh về một cái cõi khác rồi, thì mình có không gặp được người đấy nữa. Nếu người đó mà sinh vào địa ngục hay sinh làm súc sinh, sinh làm người rồi, thì có hồi hướng thì cũng không còn tác động đến. Nếu như có những cái người khi còn sống người ta không tin Phật Pháp, nhưng khi chết mà người ta sinh làm ngã quỷ, nếu như cái người đó mà sinh làm ngã quỷ mà người ta vẫn còn nhận biết được con cháu, vẫn còn thậm chí còn đi theo những cái người sống ấy, thì những cái người đấy lúc chết mà sinh làm ngã quỷ là người ta biết ngay, à do mình đã tạo những cái ác nghiệp này cho nên mới đọa vào cái ngã quỷ này. Và lúc đấy cái chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ sẽ rất là hối hận, kể cả lúc sống không tin Phật Pháp, nhưng lúc chết vì nếu sinh làm một cái chúng sinh hóa sinh là người ta nhớ lại được cái kiếp sống của mình, và người ta biết được cái mình đã tạo cái nghiệp gì mà phải sinh vào cái kiếp này. Ví dụ như chư thiên, người ta sinh làm chư thiên người ta sẽ biết do mình tạo những cái phước lành này, bố thí cúng dường giữ giới, làm những cái thiện nghiệp này kia cho nên được sinh làm chư thiên, thì cái người đấy vẫn có cái niềm tin tuyệt đối vào những cái phước lành mà đã tạo. Hoặc là một cái chúng sinh xuống địa ngục hoặc sinh làm ngã quỷ vậy, thế do người ta hóa sinh người ta không có cái thời gian mà đi đầu thai, cho nên là cái người ta sẽ không quên mất quá khứ, người ta vẫn nhớ được những quá khứ mình đã làm những cái tội lỗi gì. Nên cái người đấy mà sinh xuống đọa xứ người ta rất là hối hận, người ta rất là lo sợ. Và những cái ngã quỷ đấy họ cũng biết được là có những cái ngã quỷ khác sẽ được hưởng phước nhờ con cháu, nhờ người thân hồi hướng chia phước cho nên là những cái chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ thì dù cái lúc còn sống người ta không có niềm tin với Phật Pháp, lúc chết họ vẫn tin. Nên là người thân mà làm những cái công đức mà hồi hướng cho họ, họ vẫn hoan hỷ theo, họ vẫn được hưởng cái phước đó. Nên là nếu như mà có người thân mới mất thì vẫn cứ làm việc phước, và mình cứ tin rằng cái việc phước này sẽ có lợi ích để đến người thân, và mình cứ có niềm tin như thế thôi. Còn vì mình không biết được người thân sinh về đâu, cho nên là không có người thân này thì có người thân khác, người mới chết không sinh về đấy thì có người chết từ lâu rồi sinh về đấy, hoặc cái người thân từ nhiều đời nhiều kiếp của mình đang ở cái cõi đấy sẽ tùy hỷ hoan hỷ mà hưởng cái phước đó. Nên là cái việc làm phước hồi hướng cho người thân là sẽ không có dư thừa, vẫn được vừa làm phước vừa tu tâm thì sẽ tốt hơn, và hồi hướng tất cả những công đức đó cho người thân đều được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Võ Thị Son ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người chánh niệm đang làm gì, biết mình đang làm gì và chuyện ly dục thì chuyện nào quan trọng hơn ạ?
Người chánh niệm biết mình làm gì, biết mình đang làm đấy. Khi chánh niệm này nó còn tùy ở từng người, cái mức độ chánh niệm khác nhau. Có những cái người, người ta đã, ví dụ như là một cái bậc mà người ta đã thuần đạt được chánh niệm, như bậc A-la-hán chẳng hạn, thì cái đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm tỉnh giác hết, không có lúc nào có tạp niệm khởi nên. Thì đấy là một cái bậc vô học rồi. Thì đấy cũng là một cái mức chánh niệm. Còn đối với một người phàm phu, mình giữ chánh niệm trên những cái bước chân đi đứng nằm ngồi, thì cái chánh niệm đó nó chỉ là những cái chánh niệm trên cái ảo tưởng mà thôi. Ví dụ khi mình đi, ta đang đi, khi đứng thì ta đang đứng, khi nằm ta đang nằm, khi ngồi ta đang ngồi. Cái chánh niệm đấy nó chưa đặt trên trí tuệ, mà chánh niệm đấy nó vẫn còn đặt trên cái vô minh, tham ái và chấp thủ. Mặc dù mình có chánh niệm đấy, mình vẫn tham ái, mà ui ta làm việc này tốt quá, này ta nấu được món ăn này ngon quá, ta làm cái cắm hoa đẹp quá. Thế thì hoan hỉ khởi nên, tham ái khởi nên, ngã mạn khởi nên, vẫn khởi nên thường. Với một cái người mà còn vô minh thì có giữ chánh niệm thì đôi khi mình vẫn bị lạc vào những cái tham ái mà mình không nhận ra. Vậy nên là mình vẫn phải nỗ lực tu tập hơn nữa, là mình cần phải tu tập về thiền chỉ để ni dục, ni sân. Thì cái pháp ni dục đấy cao hơn nhiều. Ví dụ như một người mà chứng được cái pháp thiền rồi, khi đi đứng nằm ngồi người ta cũng chú tâm trên pháp thiền đó. Khi mà chứng được pháp thiền tuệ, thiền quán chẳng hạn, khi đi đứng nằm ngồi người ta luôn luôn thấy năm uẩn danh sắc này, nó luôn luôn sinh diệt này. Khi đi này, danh sắc nó sinh diệt, khi đứng danh sắc nó sinh diệt, khi nằm, khi ngồi, khi nhai, khi nuốt, lúc nào vì đó cũng chánh niệm. Mà lúc đấy nó không còn chánh niệm trên cái pháp tục đế nữa, mà nó chánh niệm trên cái pháp chân đế, thì cái chánh niệm đấy mới, nó mới không khởi nên tham ái, không khởi nên cái chấp thủ. Còn nếu chánh niệm mà mình chỉ chánh niệm trên cái ta, ta đẹp, ta xấu, ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, thì cái chánh niệm đấy nó vẫn còn đang khởi trên cái tham ái chấp thủ. Nên nó có thể là những cái tâm thiện dục giới, nhưng mà bên cạnh nó đó thì nó cứ dừng lại ở đấy thì nó cũng không đi đến giải thoát được. Mình cần phải phát triển những cái cao hơn. Đó là khi mình đi đứng nằm ngồi mình biết, nhưng vẫn phải dành cái thời gian công phu thực hành pháp thiền chỉ quán để mình quán ra được những cái pháp chân đế, rồi sau đó mình đi đứng nằm ngồi mình chánh niệm trên những cái pháp chân đế đấy, thì cái cơ hội đi đến niết bàn sẽ rất là gần, rất là nhanh. Nên là nhiều người, tại sao mà người ta đang đi đường, người ta đang làm các công việc, người ta đang nói chuyện, người ta chứng đạt được đạo quả, là do vị đấy đã phát triển được cái tuệ quán rồi, thấy rõ năm uẩn sinh diệt rồi, thấy sự vô thường khổ vô ngã trên từng bước chân rồi, trên từng lời nói, trên từng hành động rồi. Thì cái chánh niệm nó phải đạt đến mức như vậy cơ, thì mới mới an toàn, mới có thể đi đến niết bàn được. Còn chưa có thấy được những cái sự thật đó, mà thì mình chỉ chánh niệm mà trên những cái hoạt động thông thường ấy thì chưa đủ, chưa đủ để đi để giải thoát được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng từ hành giả Võ Thị Son trong buổi ngày hôm nay ạ. Kính bạch sư, một người muốn chiến thắng tâm sân của mình thì có nên đối luyện và thân cận người làm mình sân không ạ? Người mà muốn chiến thắng cái tâm sân hận của mình, tức là có một cái người khác làm cho mình sân hận, và bây giờ mình muốn dứt bỏ cái tâm sân hận với người đấy đi, thì sẽ có những cái người mình cần phải đối diện, có những cái người mình cần phải tránh xa. Ví dụ như là khi người mà mình làm người mình sân ý, vì người ta hiểu nhầm mình, rồi người ta trách móc mình, thì mình cần phải giải thích cho người ta, giải thích để cho hai người hiểu nhau, để hóa giải những bất đồng đó đi. Đấy thì cái trường hợp đấy cần phải đối diện, cần phải đối diện ạ. Hoặc là do một cái người khác, người ta nói những cái lời chia rẽ, do cái người này không chủ ý là ác ý xúc phạm mà mình, nhưng mà do có một cái người thứ ba, người ta cố tình nói xấu, người ta cố tình chia rẽ để cho hai cái người đấy hiểu nhầm nhau, rồi sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái xúc phạm lẫn nhau, thì mình thấy ra được cái điều đó, mình biết là có cái đối tượng nào đó đang nói lời chia rẽ, thì mình cần phải gặp để mà giải bày, để mà phân tích, để mà hiểu nhau ra, thì sẽ không bị không 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 còn cái tâm sân nữa.
nó tùy từng trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng có những người đó là một cái người ác, cái người đấy là một cái người có tâm bất thiện, một cái người có tánh sân hung dữ, cái người đấy luôn luôn có cái sự ác ý não hại, hại mình, hại người, hại cả hai. Và mình biết rằng thân cận người này thì người này người ta sẽ làm hại mình. Hoặc là cái người đấy người ta có cái lời nói cọc cằn, hung dữ, sắc sược, lấc cấc, thì mình cứ thân cận người đấy mình bị sân thì người đấy cần phải tránh. Thì vậy có những người mình cần phải tránh xa, có những người thì cần phải thân cận. Nó còn tùy theo từng người, mình phải biết nhìn nhận từng người. Cái người này mình cần phải đối diện để mình giải tỏa cái sân đó, thì mình cần phải đối diện. Còn mình biết là cái người này mình cần phải tránh xa để không khởi lên tâm sân thì cần phải tránh xa. Tự mình suy xét và nhận diện ra. Hồi hướng. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhajam. Asavakkhajam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vacajo. Vacajo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sambhasadhanam. Sambhasadhanam. Pachemi. Pachemi. Tesabe. Metambam. Punya pagam punya nabandu nabam. Sandu sandu.